Đây là con nhện quả phụ đen duy nhất còn sống của bầy nhện quả phụ đen đầu tiên của mình. Nó đã trải qua quá trình lột lần thứ hai và đến hôm nay thì đôi chân của nó đã bung ra khá dài luôn rồi nè các bạn. Đúng là cô nàng chân dài. Các bạn có thể thấy màu sắc hiện tại của nó vẫn chưa được hoàn chỉnh như con mẹ của nó, nhưng khả năng săn mồi của con bé này vẫn rất là đáng sợ đấy nhé. Nó có thể tự giải quyết con mồi lớn hơn bản thân nó gấp nhiều lần mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Điều này cho thấy rằng khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên của loài này rất là cao. Nhiều bạn hỏi mình là có cần cấp nước cho nhện quả phụ đen không? Thường thì bọn này khi ăn sẽ hút luôn dịch cơ thể của con mồi nên việc cấp nước cũng không gọi là quá cần thiết với chúng. Nhưng lâu lâu mình vẫn xịt một tí ẩm cho những con lớn. Còn con nhỏ này thì nuôi trong ống nghiệm với một đầu là nước cấp ẩm thì cũng không cần. Độ ẩm không khí là đủ thôi nè.